nhằm kịp thời động viên biểu dương những đội hình thanh niên tình nguyện có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chiều qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã đi thăm, động viên và tuyên dương khen thưởng cho các đội hình thanh niên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào thành phố. Thực hiện sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến nay, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ trực 24 trên 24 giờ, tiếp tục các ngày trong tuần tại 12 chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng với hơn 800 thanh niên tình nguyện tham gia. Qua thăm hỏi, Thành đoàn Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện, đồng thời trao tặng những phần quà gồm nước uống, đồng phục tình nguyện và trao tặng bằng khen cho 19 đội hình thanh niên tình nguyện tại 19 xã phường trên địa bàn thành phố, động viên chúc các tình nguyện viên sức khỏe, chung tay cùng thành phố đẩy lùi COVID-19.